lô mọi người. Đại đang mình đang leo chuỗi đấu trường quýt, đấu trường chân lý. Đại đang úp danh nha. Ui nãy giờ cấp 8 mà không thấy con cookie nào ạ. À. Em bịp vãi nháy. Ủa? Đây kia 2 đợt. Game bị vãi nhái ra. Cấp 8 rồi mà không ra được cookie ạ. Mấy chục vàng luôn. Cấp 8 rồi 25% rồi đấy. Ui, chết rồi con rồng. Ui, con bắn kìa. Vâng, rồng khè. Đừng. No. Chim cút rồi. À, bọn này đội hình đẹp vậy. À, mình quên tuôn con Sega bên kia kìa. Mình gặp nhiều nhà quá, không biết đánh được nhà nào. Ui, top 5 ạ. Rồi, phát này em ơi. Phát ra làm game mới nhanh. Phát chưa? Let's go down.
cùng ngon luôn này anh em ơi. Cái gì đây? I believe in the future of Dragon Kai. Hai đồ thì bắn thằng nào chui rồi. À có bên 4 rồi. Tôi đi được một xét là họ luôn. Cái gì đấy? Đợt... Được voi rồi hai vị chưng à? Hey.
hình nhỉ, hình nhỉ, trường chết nhỉ, có hình như tăng máu, tăng máu tăng tốc độ đánh, tăng tốc độ chuyển nó thì cơ phật luôn. Một bầy chó đỏ à? Ui con gấu. Ui con gấu. Gấu này gấu 2 luôn hả, ghê vậy à? Alo. Gấu 2. Nhưng không sao, em không bảo với nó là em có số đá. Cuồng long được bây giờ. Ôi ly chín. Sẽ đấm được ly nhạn, sẽ đấm ly, đấm ly chắc rồi. Bùm, nay từ, ê, mình cái này là chỉ phun để thắng ta. Cấp 6 có dòng huyết long rồi, ai nhỉ? Cái này đồ ngon thế. Người ta có mọi thứ. Đây là đạn quả.
Buckle up, y'all. We got a showdown on our hands. Okay, let's go. Không cần hai chết à? Lớp 1, 2, 3, 4, 5 cứ liên tục chết à? Sao lại mình lại thấy hai chết ta? 50 máu. Khỏe quá nhỉ. Bắn cả một ngày rồi. Thank you.
must be done. Karuma hả? Quá. Bây giờ một cái phèo vũ không làm được gì cả. Anh làm gì vậy? Ui, có xí phèn vãi nhảy ơi. Ra nó ra ta để dồn để xem không.
Saddle up, y'all. We got a showdown on our hands. We are at war. Do not forget it. Ok, thương ghét. Cứu à? Anh đang chết ngấp ngoài đây. Cứu em cái gì? Em xuống nhà đi. Wonders never cease. Bạn ơi, cố gắng bắn này không? Luôn ạ. À. Chết rồi, mình đứng gần nhau quá. Vào rồi. À, à. Cút luôn á. Hai con bạc. Tao phải làm gì nữa. Cút luôn rồi. Rồi, tân béo rồi. Ngủ hả?
rồi, nằm ở đây chịu rồi, đánh rồi. Of dragon kind. Oh.
Đẻ đá, mình đẻ đá. Anh em thấy không? Họ thậm chí là có thể là để con Nearly cầm hai đồ ra ngoài luôn cho Nearly. Sao để lên trên mèo, tại vì có một người chơi cũng đang có ba chip và ba anh chị. Bây giờ chỉ gác đóng của hai cái đồ này ăn chứ được. Cái con này cần về ngay cái vị trí của mình đi. Win lại thì bắt đầu sẽ thời ngáo xíu chắc anh ơi. Ôi đừng có thắng nha. Thắng là lỗi nghỉ game đó. Đúng rồi, giết một con đấy rồi. Giết thêm con đấy rồi. Mất chuối rồi, mất luôn chuối rồi ạ. Thì kẹp lại chiến thắng hả? Để đánh chiến thắng được rồi em ơi, không được thì bắn pháo lại bỏ một chiến binh ra thôi. Thank you.
gì đâu anh em. Mẹ con là nó kìa cái lăng sen hàng, cái sen hàng lăng sen tay con lát nó hơn. Con lát dù đâu cũng có đam đâu. Gọi sen vô. Ba thì mình một mình ở đâu. Thế là cấp 5 hay cấp 6 cấp 6 có chiếc phèn ạ. Ui, ảo ai nhà 2%. Thank you.
dậy là xin dậy. Chết là ảo chờ mình cấp 5 nó cấp 6 mà mình giết được một chết còn nó cái cờ liên nguyên đuôi của mình ạ. Game bịt tại nhà nha. À thằng này có viên thế nào, có viên triệu long ạ. Lát nó không chết luôn ạ. Ô Lát ơi, không chết điệu Lát ơi. Đã bàn còn gà. Ê, cái con ô Lát chết nó cộng đam, cộng dồn đam không giới hạn à? Không chết ạ. Thế nhở? Long nữa hả?
let's show our friends that. Chơi là hay quá. Đặt thì là đặt tưởng thôi. Được, tiếp theo này đi. Một đoạn nha. Tough. Gặp tấm luôn hả? Ê, má thằng này khôn đấy nhờ. Ôi, thằng chơi được thầy chín kim long rồi. Ui, nó gọi ra giáp khoảng 1.4.
Kết à, có rồi kết à, thì chơi đừng lúc anh chết rồi, sao rồi? Thank you.
chết phi cút luôn rồi. À. Gặp đi gặp cứ gặp thằng vẫn 1.2 thế này nữa thì đéo được đấy. Thủ tâm nhân ba khỏe quá nhờ. Tâm kiên ba lần sau có đam nữa. Thượng Long rồi, Thượng Long nhà này tôi vẫn trụ được ở đây ra. Lần tay tay khỏe. Đang này dòng tâm khỏe nhất luôn này. Đoàn gặp bọn Kim Long ấy với bọn tâm một không ạ. Hàng rồng khỏe quá, rồng thần ám long họ như đây, bẫy rồng cùng loại, tập hợp bất được, hoàn bất kể số rồng bạn, rồng thần nhận được 15 thủ kích và sẽ vận động được, rồng thần một bốn, ui có luôn à, thôi mình xin phép kết thúc video đây nha mọi người, hẹn gặp lại những video sau. Rồi, này lèo lên cũng gần bờ qua đó, cố gắng lần sau đây.